Tối 31 tháng 10, tại ngã tư đường Quách Xuân Kỳ giao đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, chiếc xe ô tô 5 chỗ đã bốc cháy ngùn ngụt sau khi đâm vào bồng bình. Rất may 6 người ngồi trên xe được người dân và lực lượng chức năng kéo ra khỏi xe kịp thời. Vụ việc xảy ra khoảng gần 12 giờ đêm. Thời điểm trên, chiếc xe BKS 73A25338 chở theo 6 người, chưa rõ danh tính tài xế, bất ngờ đâm vào bồng bình giữa ngã tư đường khiến xe bị lật nhiều vòng. Sau khi lật, xe bén lửa và bốc cháy ngùn ngụt. Người dân đã báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy và cùng hỗ trợ đưa 6 người trong xe ra ngoài ngay trước khi ngọn lửa trùm toàn bộ xe. Cả 6 người đều bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Chiếc xe bị cháy rụi hoàn toàn. Được biết xe này thuộc một đơn vị kinh doanh xe máy trên địa bàn. Hiện cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc.